Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa với quý vị và các bạn, ngay lúc này đây thì ô tô 360 chúng tôi lại vừa mới về thêm được một chiếc xe ở cái phân khúc hạng C, sedan. Đó chính là chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 số tự động phiên bản Luxury quý vị và bạn nha. Chiếc xe được sản xuất năm 2020, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe đã lăn bánh được hơn 3 vạn km rồi. Với hơn 3 vạn km thì chiếc xe này là còn nguyên bản hết luôn quý vị bạn nhé. Nguyên bản từ dàn lốp và là cái phiên bản Luxury, là cái phiên bản rất là đầy đủ đồ rồi quý vị bạn nhé. Phiên bản 1.6 số tự động màu trắng, đăng ký tên tư nhân. Đấy, tất cả còn rất mới và còn rất là đẹp quý vị và bạn ạ. Phiên bản Kia Cerato 1.6 Luxury số tự động, chiếc xe được sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam. Phiên bản đầy đủ, xe đã được trang bị là cảm biến lùi, camera lùi, đầy đủ hết cả rồi quý bạn nha. Cửa nóc, khóa thông minh, đè nổ, start top. Chiếc xe này thì rất là mới, rất là đẹp quý vị các bạn ạ. Chưa có đâm đụng, chưa có va chạm gì cả, cho nên là bên ngoài nhìn rất là đẹp. Về cái phần thân vỏ bên ngoài, nước sơn nguyên bản còn rất là nhiều quý bạn nha. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Đấy, là răng đúc, nằm cánh kép rất là đẹp, và đèn pha bi xenon, đèn led, đèn gầm, đèn daylight đầy đủ hết cả rồi quý bạn ạ. Đấy, cái dàn lốp còn rất là dày, đèn gầm này đầy đủ hết cả rồi, đèn pha bi xenon, tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp, từ những cái logo, những cái nẹp mạ cờ rôm. Đấy, đèn pha, đèn gầm chưa có bị đâm đụng, chưa có bị va chạm, chưa có bị nứt vỡ gì cả quý vị các bạn nhé. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Chúng tôi vừa mới mua về được là tôi quay luôn cho quý vị bạn cùng xem đấy ạ. Khóa thông minh, bấm tay để mở cửa đấy ạ. Và ở cái phiên bản đủ, phiên bản số tự động, phiên bản Luxury này thì xe cũng đã được trang bị đầy đủ rồi. Đây là cái tem của nhà sản xuất đây quý bạn nhé. Chiếc xe được sản xuất năm 2020 và sản xuất tại Việt Nam luôn ạ. Đấy, và cái phiên bản này thì được trang bị đầy đủ từ ghế da, ghế chỉnh điện rồi, nội thất da, ghế chỉnh điện táp lô, táp bi còn rất là mới đấy. Vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng. Đấy, rất là đẹp luôn, và đồng hồ công tơ mét đấy ạ. Chiếc xe mới lăn bánh được hơn 3 vạn km quý vị các bạn nhé. Nội thất da cao cấp còn nguyên bản luôn, ghế lái chỉnh điện rất là mới, rất là đẹp luôn. Cửa sổ nóc, đây là cửa sổ nóc đây quý bạn nhé. Tôi mở cái tấm nóc này ra để cái thảm nóc này ra để cho quay bên trong nội thất nó sáng quý bạn nhé. Đấy, cửa sổ nóc này rất là mới, rất là đẹp, vì chiếc xe mới lăn bánh được hơn 3 vạn km thôi, cho nên là gần như là mới luôn quý bạn ạ. Nội thất da màu kem, ngoại thất là màu trắng và nội thất là màu kem luôn quý bạn nhé. Đấy, đây là cái nội thất, và đây là cái nội thất của cái hàng ghế ngồi phía sau đây quý bạn ạ. Tất cả cũng còn rất là mới. Với chiếc xe này thì không chạy dịch vụ gì cả, xe gia đình, cho nên là còn rất là mới, rất là đẹp quý vị bạn nhé. Ở cái phân khúc hạng C thì những chiếc xe Kia Cerato này thì cũng có rất là nhiều chạy, những chiếc xe chạy dịch vụ đưa đón khách sân bay đấy quý vị bạn nhé. Chiếc xe này thì không chạy dịch vụ, chạy rất là ít, cho nên là còn rất là đẹp. Cái hàng ghế ngồi phía sau này này còn rất là mới, rất là đẹp luôn, nội thất nguyên bản luôn đấy ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 2020 phiên bản Luxury này thì chúng tôi đang bán với giá là 615 triệu đồng quý vị bạn nhé. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể vay tối đa lên đến 70% giá trị của xe trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Như vậy là quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước là 30% giá trị của xe và nhận xe. Số tiền còn lại là 70% giá trị của xe thì quý vị và bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất là ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và đơn giản thôi. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury 2020 siêu lướt này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh của quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử
trực tiếp chiếc xe Kia Cerato phiên bản 1.6 Luxury 2020 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn. Đây là cái phần động cơ của chiếc xe quý bạn nhé, từ ốc cabo đến keo chỉ cabo là đều là còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, chúng tôi cam kết về chiếc xe này là keo chỉ nguyên bản và máy móc nguyên bản, không tai nạn, không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản và bảo hành, bảo dưỡng, full lịch sử bảo hành, bảo dưỡng tại hãng luôn quý bạn nhé. Về cái động cơ này thì còn rất là mới quý vị các bạn ạ, vì chiếc xe mới lăn bánh có hơn 3 vạn thôi, tất cả là còn nguyên bản hết đấy ạ. Từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết về cái động cơ này là còn nguyên bản. Kia cũng đã trang bị cho phiên bản Cerato này là một cái khối động cơ xăng DOHC 1.6 lít quý vị các bạn nhé. Đây phiên bản 1.6 cho nên là xe được trang bị động cơ 1.6 và hộp số tự động quý vị các bạn ạ. Ở 1.6 này thì có cả phiên bản hộp số sàn, đây là phiên bản hộp số tự động quý vị các bạn nhé. 1.6 AT đấy ạ, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là mới ạ. Thank you.